Ở Bình Dương chắc các bạn ai cũng biết quán này. Đây chính là quán Ghiền Sashimi, nằm trên con đường Bào Bàng ở Chánh Nghĩa. Tôi ấn tượng quán này là vì món ăn ở đây trình bày đẹp mắt mà giá tiền thì hợp lý. Như combo 4 hiền lớn tôi gọi thì sẽ gồm có hân và bụng cá hồi, cá trích, cá ngừ, bạch tuộc, sò đỏ, sò điệp, tôm và trứng cá hồi. Combo này thì có giá là 540k. Mình sẽ cùng một lúc ăn được rất nhiều loại sashimi. Cá hồi ở đây được cái là cá hồi tươi, cắt siêu dày. Mình lấy một ít wasabi chấm lên miếng cá hồi, rồi chấm cùng với nước tương. Miếng cá hồi ăn mềm, tan trong miệng, ngon tê tái. Nguyên liệu tôi thấy tươi ngon từ miếng cá đến miếng sò đỏ, sò điệp, nên ăn miếng nào là dính miếng nấy là có thật nha. Cá hồi ngâm tương, miếng cá hồi vẫn giữ được vị tươi ngọt đặc trưng của cá hồi. Thịt cá mềm ngấm tương đậm đà, thơm ngon không hề bị tanh. Salad tôm và gông nho, hai món này thì tôi gọi ăn kèm, cho có rau quả ăn cho nó cân bằng vị. Cơm cuộn cá hồi kimchi, miếng cá hồi chín tái nên khi ăn vẫn giữ được độ ngọt của cá, hòa với cái vị béo béo của sốt kimchi, ăn rất ổn áp. Lấp đầy bao tử của tôi sẽ có thêm hai món nóng là cơm lươn và bò áp chảo sốt kabayaki. Nhìn mấy cái miếng thịt lươn ta nói chưa ăn mà đã thấy thèm rồi á. Hạt cơm mềm dẻo vừa, ăn kèm với thịt lươn mềm thơm, ăn cực heo cơm. Bò áp chảo sốt kabayaki, thịt bò áp chảo vừa chín nên miếng thịt bò ăn mềm ngọt thịt, sốt kabayaki mặn mặn ngọt ngọt, ăn rất vừa vị. Không gian quán thì cũng nhỏ xinh ấm cúng. Một điểm cộng cho quán là các bạn nhân viên rất nhiệt tình và chu đáo với khách hàng. Tôi còn nghe các bạn nhân viên nói là quán đang chuẩn bị có chi nhánh 2 ở khu vực Phú Hòa, nghe bảo là sẽ có thêm lẩu và đồ nướng, đa dạng nhiều món ăn hơn, nhưng giá cũng khá rẻ cho các bạn sinh viên có thể đến trải nghiệm thử.